organized chaos. Food, food, food. Number one. My sexy wife. Food. Quý vị thân mến, trong đêm nay chúng ta chỉ còn một tiết mục duy nhất nữa thôi. Nhưng mà hiện nay cũng đã bị rơi trong kết thúc và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với phần trình diễn. Hay. Các vị giám khảo chúng ta sẽ thắc mắc. Having a coffee. After a big meal with the men. You have TV. Watching Vietnam Idol. And that's the restaurant we just finished eating at. Those are the kids playing outside. The evening is ending up very good.